Hi. Chào các anh em, chào mừng tất cả các em đã đến với hành trình đi tìm lá của chúng tôi. Vạch lá tìm sâu đúng không? Vạch lá tìm sâu hả? Các bạn thấy không? Bữa nay đang là mùa lá đổi màu mấy bạn. Đó, lá đẹp. Công nhận. No entry. Gọi là ai quay giới thiệu với các bạn. Nãy giờ người đẹp đi cùng mình ở đây là Rachel, hot girl của YSO, một hội sinh viên quốc tế. Đúng không? Gọi là đúng rồi, của Melbourne, nổi tiếng lắm đó mấy bạn. Vừa đẹp mà vừa giỏi nữa. Phải tội vẫn còn đang độc thân. Cái đó là một cái tội à? Đúng rồi, đó là một cái tội. Nhưng không phải là một cái tội. Em là một cái tội đúng không? Đây. Em cũng không biết nữa. Team mình đâu? Team mình đi phía trước. Hôm nay team mình có 4 người nhưng mà mình đã bắt cóc chị này để đi với mình và quay phim cho mình. Nhưng mà thật ra nãy giờ mình đang quay phim cho chị. Nằm cung linh. Nhà khá là đẹp nha. Wow, đây là khu ngoại ô nha mà. Mình sẽ dẫn các mục tiêu hôm nay đó là đi ngắm những cái gọi là gì? À, ngắm lá, đúng rồi, ngắm lá. Ngay hơi lạ nhưng mà bên này lá nó đổi màu rất là đẹp. Mình sẽ đó. Giờ là mình đang bao đường nè. Trong đi hôm nay bốn đứa không được cái gì ngoài cái tội lì và liều. Gì? Lì liều và lầy. Lì và liều và lầy và đội. Đây giới thiệu cho các bạn một căn nhà cổ. Cũng không phải cổ lắm. Đây, một căn nhà style cổ điển ở Úc nó sẽ như thế nào? Đây, còn đây là con đường đầy lá. Thực ra lá bây giờ đang chuyển màu, nhiều màu lắm. Nhưng mà con đường này nó rất là dài á. Thấy không? Mình đang ra giữa đường mình quay vlog cho các bạn xem á. Quá lì. Rồi. Thì đây và hiện tại đang là tháng 4, là thời điểm rất là thích hợp nếu mà mấy bạn định du lịch đi qua Úc. Bởi vì nó khí hậu mát mẻ nè, mà nó cũng kiểu y chang Việt Nam nữa, cây lá đồ cũng đẹp. Nên là nếu các bạn có ý định du lịch thì nên du lịch vào tháng này, chứ còn tháng 6, tháng 7 là lạnh lắm. Giới thiệu với các bạn. Con đường lá mùa thu. Trời ơi, đứng giữa đường chụp hình luôn các bạn. Thấy liều lĩnh không? Giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một buổi chụp hình chuyên nghiệp nó như thế nào nha. Ok. Quay rồi đó, rồi chụp đi. Xem. Ra đứng ra đi. Okay. Rồi hai người bắt đầu diễn nha. Rồi diễn nhanh. Diễn quá trời diễn. Thank you.
nhiệm vụ là thảy lá cho em nè. Tiếp nhận thành viên mới. Thảy lá nào, ok à. Chuẩn bị. Cảm ơn luôn chưa? Ok à. Một rồi. Ấy, chịu ra camera đây nè. Camera chiếu em hả? Camera chiếu em. Xong chưa? Đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. À. Trời ơi, công nhận nhiều lá quá. Được. Anh cứ bấm liên tục đi anh. Mặt nó mù quá. Em đẹp quá. Đúng là em phải chụp nhiều lắm em mới mặc cỡ như được. Anh cứ chụp liên thanh cho em vài tấm vậy. Ủa, còn cái máy camera ở kia nữa. Ờ, camera của em quay á anh. Tại là làm gì lớp à? Chắc là xong rồi đó. Được rồi anh. Rồi để anh chụp cho em kiểu nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cho em coi rồi. Sao khinh thường thở vậy? Thật thợ chuyên nghiệp, máy ảnh chuyên nghiệp. Ok. Chị gác rồi em mới hù chị á. Chứ từ từ đang làm bình thường cái coi như chị mới gác lên chị tạo dáng mới á, coi như chị bật dậy. Rồi sao chị nào? Gác gác như thế nào? Gác vậy hả? Đó, ừ, là coi như em bật dậy. Làm lại. Từ cái lúc mà chị vừa mới chạm lên là em sẽ bật dậy nha. Ok ok. Mẹ sẽ rất cả mình ạ. Được rồi ạ. Sai quá sai. Tới khúc giật mình vô đây. Đây giới thiệu với các anh em khung cảnh của khu vực chụp hình ảo diệu nhất. Đó, đây. View chỗ tụi mình. Đây gọi là núi Macedon gì đó nha mấy bạn. Ở rất là đông du khách đến đây, chỉ đi chụp hình thôi. Đây là khu vực mà mọi người ta đi picnic nè. Đó, một cái sân cỏ dùng để chơi môn bầu dục. Nói chung là sao ta? Ở đây cảnh thì rất là đẹp nhưng mà rất là vắng vẻ mấy anh em. Picnic đây. Mình vừa mới phát hiện một thứ rất là thú vị. Đó là có mấy ngựa ở đây. Cho các em xem. Trời, hai ngựa đang hung nhau nữa kìa. Đó. Sao không? Trời, thấy ngựa nước ngoài tình cảm không? Đó, hung nhau kìa. Chả giống ngựa Việt Nam vậy. Mà thật ra cũng chả có mấy khi được thấy ngựa Việt Nam. Đó. Trời ơi. Đó, hung nhau. Vâng, và một con ngựa kia đứng ngồi chỉ xem là nó thấy mình. Nhìn. Ngựa Úc rất là bự nha. Đó, các anh em thấy chưa? Đó, người ta cũng quay phim, mình cũng quay phim họ. Khung cảnh khá là đẹp. Nguyên một rừng lá vàng. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi vlog khám phá núi Macedon của tụi mình. Và hẹn gặp lại tất cả các em trong vlog trải nghiệm tiếp theo. Nếu mà các anh em có cái recommend nào về du lịch sang chảnh hay là muốn trải nghiệm cái gì,
ở Úc, ở Melbourne thì cứ comment bên dưới và mình sẽ cố gắng để thực hiện cái vlog đó. Và ngày hôm nay thì là một trải nghiệm đối với cá nhân mình khá là thú vị, bởi vì lần đầu tiên mình mới đi xem lá mùa thu giống như trong phim Chuyện tình Harvard như vậy. Thì hy vọng là các anh em có những thời gian vui vẻ với clip này và nhớ subscribe cho kênh mới của mình nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo của Tèo Tí Du Hí.